Hello, xin miễn chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay em có test một chiếc mic bóng đèn anh em nhé. Giá đang rất là tốt và chiếc mic này cực kỳ là cao cấp xịn sò anh em nhé. Test cho một anh ở Hòa Bình, anh Quách Văn Trinh, anh ở Hòa Bình anh em nhé. Anh có lấy thêm pin sạc nữa, nhưng mà em sẽ làm cái video để test cái mic này trước anh em nhé. Đó, mic này thì nó rất là cao cấp anh em nhé, rất là xịn sò. Dòng mic sử dụng pre bóng đèn của những cái âm ly high end anh em nhé. Đây, những chiếc mic bóng đèn của chúng ta rất là xịn anh em nhé. Bây giờ thì em mới bóc để test đây anh em. Nói chung là mới nguyên luôn anh em nhé, mới nguyên luôn. Chiếc mic này thì nó rất là đẳng cấp anh em nhé, và giá thì nó cũng rất là hợp lý. Vì tại sao cái mic này đang giá đang rất cạnh tranh, bên em để giá cực kỳ thấp. Đấy, anh em thấy nó rất là chắc chắn. Đấy, để cả đóng gói. Đấy, và một điều đặc biệt là cái lớp sơn này. Cái lớp sơn này anh em có thể nhìn. Rất là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp. Đấy, lớp sơn này rất là đẳng cấp anh em nhé. Hiện tại chỉ có bên em mới có cái lớp sơn này thôi, khẳng định với anh em. Sơn nhũ màu xám anh em nhé. Cực kỳ đẹp, tay mic cực kỳ đẹp. Đi theo nó sẽ có chống lăn anh em nhé, một đôi chống lăn và một đôi chụp đuôi mic anh em nhé. Một đôi chụp đuôi mic thì anh em có thể chụp ở cái dưới này. Này là chụp anh em nhé, chụp đuôi mic để nó không bị xước cái phần đuôi này, rất là chất lượng. Đó, đi kèm thì sẽ có rắc 6 ly rất là xịn anh em nhé, rắc 6 ly rất là xịn, một cái dây nguồn adapter nguồn và hai cái anten anh em nhé, hai anten, anten ở bên cạnh anh em nhé. Ở đây thì có pin. Pin thử anh em nhé, pin thử dùng xong hết là vứt. Đó, đơn giản nó chỉ có vậy thôi. Quan trọng nhất là cái đầu thu của nó này. Có sách hướng dẫn anh em nhé. Đầu thu này thì cũng rất là chất lượng. Đó, nó xịn xò không ở cái đầu thu anh em nhé. Nó có hai cái bóng đèn ở hai bên đây anh em nhé. Đó, cái bóng đèn logo thương hiệu. Logo thương hiệu này nó sẽ phát sáng khi mà sóng anh em nhé, sử dụng sóng. Đó, ok, những cái nút rất đơn giản đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ ghép lên để cho anh em xem. Cái mic này thì cắm điện trực tiếp 220 vào anh em nhé, không sử dụng qua adapter. Đó, không sử dụng qua adapter. Đấy, ok, và bây giờ em sẽ cắm trực tiếp với con này lên cái bộ này anh em nhé. Đó, rất là xịn sò luôn. Đó, ấn nút nguồn, nó cũng có một cái nút nguồn rất là bé ở đây. Đó, nó tách tách cái là lên anh em nhé. Đó, em sẽ lắp pin. Ok. Đấy, khi mà chưa có sóng anh em nhé, thì cái logo này nó sẽ là màu trắng. Đó, chưa có sóng thì logo nó sẽ là màu trắng. Pin sử dụng. Bật lên. Bật lên thì nó sẽ on anh em nhé. Nó sẽ là on. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Nó sẽ hiển thị tần số đầu 8 anh em nhé. Mic này là sóng đầu 8. Sóng đầu 8 này thì nó sẽ có một cái lợi là nó sẽ không bị nhiễu sóng anh em nhé. Không bị nhiễu sóng. Ở những cái trường hợp ví dụ như là những cái cột BTS hoặc là những thiết bị gia đình như Wi-Fi hoặc là Freecam anh em nhé. Đấy. Sóng đầu 8 anh em nhé. Anh em chú ý, sóng đầu 8 trên thị trường hầu như là chỉ đầu 6 thôi anh em nhé, chỉ đầu 6 thôi. Đầu 7 dành cho sự kiện. Đầu 7, đầu 8 là sẽ dành cho sự kiện anh em nhé. Và với cái bộ mic này, anh em nhìn rất là chất lượng như này, nhưng mà giá nó rất là tốt, chỉ với là 4.600.000 đồng thôi anh em nhé. Anh em có thể dò sóng ở đây, set scan ở đây anh em nhé. Đó, anh em có thể scan sóng để đồng bộ với cái tay mic, hoặc là anh em có thể lock lại, anh em giữ lock, luôn lock này, lock này thì nó sẽ khóa vào anh em nhé. Anh em mở ấn giữ thì nó sẽ mở ra, thì anh em có thể chỉnh được, điều chỉnh được vôn âm lượng anh em nhé, điều chỉnh được vôn âm lượng. Đó, em sẽ để mức vôn là 14. Đấy, tăng có thể tăng giảm vôn âm lượng anh em nhé. Đấy, xong chúng ta có thể lốc lại, ấn giữ sẽ lốc lại thì anh em không thể ấn được cái gì nữa anh em nhé. Đấy, không thể ấn được cái gì, nó sẽ không bị lệch đi. Đấy, anh em có thể ấn lốc này vào, còn khi anh em muốn mở ra thì anh em giữ vào lốc, nó sẽ mở cái khóa này ra. Đấy, mở khóa ra thì anh em ví dụ nó bị lệch tần số. Đó, nó bị lệch tần số. Đây, ví dụ bị lệch đây. Nó không có sóng đúng không ạ? Nó không có sóng đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dò.
Anh em thấy cái màn hình ở đây nó có chữ IR rất là nhỏ ở đây này. Đấy, và anh em cho vào cái chữ IR đây cho nó nhìn thấy nhau anh em nhé. Cho nó nhìn thấy nhau. Và đồng thời chúng ta có thể ấn nút scan bên chúng ta muốn dò. Đấy, scan. Đấy, muốn dò. Đấy, thì nó sẽ khi nhận sóng cái chữ RF này nó sẽ sáng lên anh em nhé. Tay bên nào thì chúng ta sẽ ấn scan bên đấy anh em nhé. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Đó, và bây giờ ok, em sẽ cắm một van vào anh em nhé. Cắm một van. Cắm một van. Để anh em nghe. Đây là chất mic. Em sẽ giảm cái effect này xuống này. Được, 1, 2. Đây là không có effect anh em nhé. Tiếng của nó rất là hay. Tiếng rất là rõ nét, trung thực. Anh em đang nghe trực tiếp trên bộ mic và không trên con vang luôn và không có effect gì cả. Ở đây sử dụng bóng pre bóng đèn anh em nhé. Pre bóng đèn thì nó một cái lợi là tiếng nó rất là trung thực. Trên những cái amplifier hoặc là những chiếc cục đẩy công suất đó mà dành cho những cái loa nghe nhạc. Công suất rất là thấp nhưng mà cái chất âm đưa ra rất là tốt và chi tiết, thì sử dụng cái pre bóng đèn này nó cho cái chất âm rất là hay anh em nhé. 1, 2, đây là không có effect, tiếng thô và rất là chân thực anh em nhé. Em nói bên ngoài như thế nào thì đúng là vào mic thì nó cũng ra như vậy thôi anh em nhé. Đây là cho effect lên 6, 7, 8, 9. Khi lên effect anh em có thể nghe thấy 6, 7, 8, 9. Tiếng rất êm đúng không? 1, 2, 5, 6, 7. Và với cái bộ mic này nó chỉ với giá là 4.600.000 đồng thôi anh em nhé. Giá rất hấp dẫn cho anh em. Đấy, tại sao lại thấp như vậy? Vì giá của bên em đưa ra rất là cạnh tranh. Trên thị trường tầm tầm toàn 7-8 triệu thôi anh em nhé. Bên em là rất cạnh tranh và mẫu mã rất là đẹp. Bóng đèn anh em nhé, sóng đầu tám luôn. Anh em có thể đi sự kiện nhỏ, ví dụ đi đám cưới được anh em nhé. Đi đám cưới, đi sự kiện nhỏ được. Đấy, thì anh em có thể tham khảo cái mẫu này. Tiếng nó rất là êm luôn anh em nhé, và rất là đẹp. Đó. Và nếu mà anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Mã là LX Autotic anh em nhé, ULX8 anh em nhé. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ thử tắt cái tay mic này đi. Tắt tay mic đi thì cái đèn này nó sẽ là màu trắng anh em nhé. Em nhìn nó là màu trắng thì là nó sẽ không có sóng, không đồng bộ với tai mic. Thì bật lên on thì cái chỗ này nó sẽ thành màu đỏ anh em nhé, thì là ăn với tai mic luôn. Đấy, đấy, đây là anh em có thể thấy là nó rất là chất lượng. Và cái một cái thêm nữa là cái tai mic, cái tai mic này nó rất là đầm anh em nhé, rất là đầm chắc anh em nhé, cực kỳ đầm chắc luôn. Đấy, anh em có thể tham khảo. 4.600.000 đồng thôi anh em nhé. Đấy, nên là anh em nào có nhu cầu mua sử dụng cho những bộ karaoke cao cấp hoặc những phòng kinh doanh thì anh em chú ý nhé. Dùng này tiếng rất là êm luôn, rất là hay. Hoặc là những bộ karaoke cao cấp hoặc những bộ sự kiện như đám cưới bình thường là anh em chơi được. Vì sao? Sóng đầu 8 anh em nhé, không sợ nhiều. Ok anh em, thì anh em làm video ngắn giới thiệu với tất cả anh em như vậy. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Chào tất cả anh em, hẹn anh em những video sau anh em nhé. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.